một phần đưa ra về tay phương và quốc là quê huyền còn đã được xốp về liên quan chẳng đời sinh tử hải hà dương gian tạo nghiệp hồn quá ngục hình Nguyễn và sau đó cháu được chấp thuận gia đình tam quyến em cháu sẽ thuê làm lớp đồng quan đó là nghệ thuật đứng phố bàn trừ tà ma sắp vị vội linh cụ tán an nơi thần mộ. Nên chủ nhà đã sắm cho tụi em một cái mâm tổ như thế này để em cháu làm nhiệm vụ hoàn thành đưa linh cụ của ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nay có thể hãy nghe gì sự mất
tù chứ dạ. Chỉ đi thành cổ quá tài của người cởi hạ nguy tiên. Anh em chúng ta hai tay bỏ lấy hồn lòng nâng đỡ quá tài, từ từ di chuyển để đưa thể xác không về nơi an nghỉ cuối cùng đó. Này các đệ hệ tất ngọn đuốc hồng, để đại ca xâm nhập vào động khám quay cho tổ tường chân giả. Và sức vụ của những tổ tán an lên hồ. Và trước khi chúng tôi làm mời đồng quân, nếu mà bên chúng
điều gì bằng lòng mà con cũng bắt các chị em xin mình cùng tha thứ tội qua cho. Nếu mà con bắt các chị em cũng biết rồi, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2021 và chỉ còn vài ngày nữa tới từ chúng ta được rất may nhờ trong năm ngày tháng giờ tháng này thì trên đầu tháng cuối năm nào tháng thì bà con có bác và các chị em nào mà không được xuân sẻ, bà con có bác và các chị em cứ bỏ vào đây 10 nhà 20 nhà để nguyện ba nó lấy những cái xuân, cái vượng, cái bình, cái hoàng, cái sao, cái hạn. Và đặc biệt năm nay bà con có bác và các chị em nào nằm ngay tuổi tỵ, gia tuổi sửu, gia tuổi dậu thì bị tam tai mập ách, chúng ta hãy bỏ vào đây 10 nhà 20 nhà để lên hòa là bỏ những cái sao, cái hạn, cái tam tai của mình thôi. Thêm những cái mai cái nó tròn thề bà con có bác và các chị em. Và trước khi thứ là xin chúc toàn thể và con gái và các chị em được dồi dào sức khỏe. Wow.
Quán.